nên là hai cái tay của tôi với mọi người y chít dấu ở trên này và trên này luôn á, và thậm chí ở dưới này luôn. Ba con cá này không biết để làm gì luôn, ba con cá nhìn như ba con lươn chết khô. Ok, rồi đây tiếp theo là một cái món là món cá đó, nhìn vô là thấy ngon đó, nhưng mà bây giờ nhìn vô chỉ thấy ngán thôi. Rồi tiếp theo là một cái món là đậu phụ, à đậu này, à không phải, cái gì khoai hả, khoai với trên là thịt bằm nha mọi người. Đó, còn đây là dessert. Rồi ở trên là hộp sữa với lại jelly là cũng ăn xế luôn đó. Đó mọi người biết như sao không? Đây, cái này đây. Mọi người biết là đó, khi mà ghim cái kim này vô tay mà 24 trên 24 mà mấy ngày liên tiếp như vậy á, là hả, tính là cái đầu kim thôi nha, là đây này mọi người thấy không, đó là khi mà gỡ ra là tôi bị đau một cái, nên ở đầu kim là một, thứ hai là cái miếng nhựa nữa nó cạ vô trong tay, nó hằn vô trong tay á, tại vì á cái kim này phải được bọc lại rất là chắc để nó không có bị xê dịch ra đó. Xong rồi họ thêm hai dấu hằn nữa là hai cái vết, là có nghĩa là cái vết gì ta, gọi là cái vết miếng nhựa ở ở thân của cái ống á, để nó để đâm vô trong da đó. Đó, nói sao bắt đầu bị liệu rồi. Nên là khi mà rút ra là nó sẽ có ba dấu chứ không phải một dấu. Rồi bắt đầu sẽ dịch ra là cái chỗ dán, cái chỗ tiếp theo nè. Đó, mọi người thấy không? Đây nè, có nghĩa là đây là khúc mà tôi đi tắm tôi được rút tay ra hay sao á. Tôi được rút cái ống kim ra hay sao á. Đây nè mọi người thấy không? Có nghĩa là cái khi mà một khi mà rút cái ống kim ra thì lúc nào cũng có ba dấu đi theo đó, là cái dấu mà hình tròn là cái đầu ống kim, còn hai cái dấu tiếp theo là nó hằn của cái ống kim, nên là cái vết kia bắt đầu chưa lành kịp á, là thấy bắt đầu rút ra rồi đó, thấy không, và để vô lại một lần mới, tại vì một khi mà đã rút ra rồi là không có găm lại được chỗ cũ nữa, là phải găm tìm đến chỗ khác, nên là hai cái tay của tôi với mọi người phải nói là mọi người biết không, nó chi chít dấu ở trên này và trên này luôn á, và thậm chí ở dưới này luôn, tại vì phải 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 vô cái ven đó, nên là mọi người á, trời ơi, như là bị ghẻ luôn á, nó đầy hết hai cái tay này luôn nè. Đây nè, đó, khi mà vô mọi người thấy không những là cái chỗ kim này nó hơi bị nó đâm vào trong da như vậy nè, nó còn bị rướm rướm máu nữa phải không, nhìn chỗ nó ngứa mà nó nhức mà khó chịu lắm luôn ấy đó. Xong mà chưa kể nè, đó bắt đầu cái tay này, cái da khúc này nó cũng bị nó bị mẩn ấy, nó bị đỏ ửng lên á, đó khó chịu lắm, ngủ cũng đeo, làm gì cũng đeo, rất là mệt mỏi. Rồi đây, ba con cá này không biết để làm gì luôn, ba con cá nhìn như ba con lươn chết khô, trời ơi, thiệt sự luôn á. Nhưng không, ăn thì ngon nha, tại cá này cá trứng nướng ăn thì ngon nha, nhìn nó hơi ghê nhưng mà còn đây là cũng là một món salad nữa. Ok, đó đó đó, bắt đầu tôi đang là cái mũ này này mọi người, mà đang không hiểu sao được hình gì luôn, không dự định đang là nó ra hình này nhưng mà nó tự đang ra hình này nha mọi người. Tôi nhớ hình như là lúc đó là tôi đang làm sao tự nhiên nó thành cái chóp luôn, tôi không có biết cách nào có gỡ ra được hết á, thế là tự nhiên tôi mới phát 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 hiện ra là ừ thôi đang động 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 đi, tự nhiên nó thành cái mũ vậy, con tôi không dám đội luôn mọi người. Tại vì nó xấu quá. À đây, cái này là lúc đầu tôi chuẩn bị đo cân gò là sẽ có một, phải mua hai cái băng này riêng nha, là cái này để đo, để giữ được cái máy cân gò là mình phải mua riêng chứ không có xài chung của mọi người, và ghi tên ở trên này. Đây là cái máy mà đo cân gò bên này đi, ở dưới này nè là cái phần mà để cái phần gel để bóp vào trong bụng đó. Xong rồi sau đó sẽ đặt cái máy 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 đo cân gò lên trên cái bụng của tôi. Trời ơi, mà mỗi lần mà đo cân gò là tôi ghét cực kỳ luôn đó, tại vì hình như là phải nằm bao nhiêu 30 40 phút hay là bao nhiêu đó, tôi nhớ là thời gian dài lắm, không nhớ, để có nghĩa là nằm nó không có được xê dịch nhiều, cứ phải nằm một cái tư thế đó để cái cân gò như vậy. Tại vì mọi người biết sao không, khi mà đo cân gò nếu như mà mình cử động nhiều á thì là cái cơ của mình nó gò, nó sẽ không có đo được chính xác là do cái cơ bụng mình gò hay là do mình di chuyển nên là nó mới gò. Tiếp theo sau đó là cái máy này nó có một cái dây đưa ra, mọi người thấy cái dây điện không, thì trên đó là sẽ cầm một cái nút bấm, là khi mà em bé mà, à không, khi nào mà có cân gò hay là phải không ta, khi nào nó gò hay là, à không, khi nào em ấy đạp một cái là bấm một nút, đó là phải theo dõi nữa. Trời ơi, tao nói hả, cứ mỗi lần mà đo cân gò mà thì tôi áp lực luôn á, tôi muốn quạo luôn á. Sau đó thêm nữa biết gì, biết sao không, đây, bị đau lưng cho mấy bà coi, đây
cái đai này là của Pigeon nha. Đó, cái này là bị đau lưng để hỗ trợ hông ấy. Đây, nếu như mà ai cần thì mua thêm cái này. Tôi nhớ cái này mắc nha, chịu máy ấy. Ở Nhật máy gì cũng mắc hết trơn ấy. Đó, cái máy đo cân gò đây là cái cách đeo, đeo hỗ trợ. Nhưng mà tôi thấy cái này có hiệu quả nha. Tại vì cái hông của tôi nó xi xinh ra nó rất là đau. Mà đeo cái này vô tự nhiên thấy nó cái bụng nó cũng nhẹ nữa. Mà cái hông nó bớt đau lưng hẳn luôn ấy. Mà lý do vì sao thì không hiểu. Trời ơi mọi người ơi, đây là một cái view mà mỗi lần mà tôi bước ra tôi nhìn ra mọi người, trời ơi. Không, cái lúc này là hình như là ở phòng khác hay không? Phải sao ta, hãy phòng tôi ta. Hình như phòng này là tôi đã sinh em bé rồi. Tôi chuyển qua phòng khác, tôi chuyển xuống lầu dưới hay lầu trên á. Đúng rồi, cái view phòng này là cái phòng mà tôi đã sinh em bé rồi đó mọi người. Chứ ở phòng trên kia của tôi là cái view đó là view không có phải cái view này. Trời ơi, chỉ cần nhìn thấy cái view này thôi mà giống cảm giác như là trời ơi đó. Tấm ảnh này tôi chụp nè, thật là tuyệt vời đó, thấy không? Mọi người thấy cái áo mờ mờ không? Áo như áo tù luôn á mọi người. 6 giờ dậy, 9 giờ đi ngủ, tắt đèn hết, không được nói chuyện hàng ngày, chỉ được nói thì thầm thôi. Đây, đây là cái tay của tôi. Cái tay của tôi lúc nào nó cũng trong tình trạng vậy. Và đây, và tới ngày tôi đã sinh em bé. Nhưng mà cái lúc mà tôi sinh em bé ra mọi người là, nhưng mà tôi vẫn sinh non trước 1 tháng nha. Có nghĩa là hình như là tôi nhớ em bé đợt này là chỉ có 34 tuần thôi hay sao á. Tại vì khoan để cho mọi người coi một cái tấm nữa, là hình như là tôi bị chích tay hay sao á, hình như là tôi quên lấy ở trong này rồi. Là chích cái thuốc đó là cái thuốc trợ phổi cho em bé. Thì cái thuốc trợ phổi đó của em bé là trong một chu kỳ mang thai chỉ được chích 2 lần thôi. Là để có nghĩa là người ta dự tính là khi mà em bé sinh ra phổi nó còn yếu thì khi chích cái thuốc đó vô thì hỗ trợ cho em bé có thể thở được. Thì tôi phải chích, lúc đó là cái thai kỳ của tôi là hình như là 34 tuần. Tôi không nhớ nhưng mà tôi chích xong á thì lúc đó là tôi vừa mới rút thuốc ra ngày hôm trước. Ngày hôm sau là tôi đang chuẩn bị đồ để tôi đi về. Tôi đi về xong á hả, là sáng hôm đó tôi sinh luôn á mọi người. Là có nghĩa là chưa kịp về nhà, chỉ có mới gom đồ đợi chồng vô đón về thôi á. Nhưng mà cuối cùng á hả, là chưa kịp về là phải ở lại để sinh con rồi. Mà hả, trời ơi, thiệt luôn á. Đây, sinh con. Sinh con tới nỗi mà bác sĩ chưa kịp vô là y tá đã đỡ đẻ xong rồi. Xong rồi, đó, sinh rất là nhanh. Đây, số cân của con tôi là 24-34 gram. Con tôi vẫn bị sinh non 1 tháng nha mọi người. Vẫn bị sinh non 1 tháng. Còn đây là em bé mới sinh ra. Thì em bé mới sinh ra thì có những ai mà sợ thì đừng có coi. Nhưng mà tại vì có nhiều em bé không có, nhưng mà con của tôi lúc sinh ra nó có một cái lớp sáp ở trên người. Thì cái lớp này á nó rất là tốt nha mọi người. Thường thường tôi nghe nói là ở Việt Nam sẽ rửa sạch em bé đi, nhưng mà cái lớp sáp này nó rất là tốt để bảo vệ em bé khỏi vi khuẩn hay là tăng sức cái gì, phải không? Tôi không nhớ, nhưng mà cái lớp sáp này nó rất là tốt nha, cực kỳ tốt cho em bé luôn ấy, đã bảo vệ em bé đó. Thường nếu họ chỉ lau qua thôi chứ họ không có tắm cho em bé nha. Ở đây là họ tên của tôi, ngày sinh của em bé và giờ sinh. Ồ, sinh 11:30 hả? Ok. Đây, em bé của tôi và em bé của tôi mọi người. Đây, đêm đầu tiên của hai mẹ con, đêm đầu tiên của hai mẹ con nha. Còn đây là biết sao không? Nó bị vàng da. Nó phải nằm ở trên cái nó phải tách mẹ. Mà nó phải nằm ở trên cái này nè, cái giường này lúc nào cũng chiếu đèn cho nó hết trơn á. Ở dưới á thì nó không có gì nha, ở trên á thì nó chỉ có phủ một cái lớp quần áo thôi, là có nghĩa là ở dưới là nó trần hết luôn, chỉ có mặt tã không thôi. Đây, mấy mẹ con tôi đây. Cái gối mà này thì để kê khi mà cho em bé bú, là tôi đẩy lên trên phòng cho em bé bú ấy, để lên trên nó lấy sữa. Đây là cái hộp mà đựng cuốn rốm á, để làm kỷ niệm. Đây, nó được trong 1 tuần tuổi, hình như lúc này nó được tắm rồi hay sao á. Ừ, tắm rồi, đấy. Đây là khi mà nhìn ngang qua này thấy nó nằm ngủ trên cái giường khác, chứ không có được bế ngủ chung đâu nha mọi người. Y tá la đó, cái giường này của em bé, trời. Cái giường này của em bé, cái giường này của em bé thì là khi mà mình nhấc em bé lên mà mình quên tắt á thì nó sẽ bị thì nó sẽ kêu tít tít tít, là mình phải tắt cái chế độ đó đi. Còn không á thì khi mà em bé ngừng thở thì nó sẽ hỗ trợ. Đây, vẫn mặc đồ cho bệnh viện đây. Đồ cho bệnh viện của em bé là nó như thế này nha mọi người, chứ không có mặc đồ kiểu dạng như là cái quần áo như của mình bình thường.
đó là đồ em bé cho bệnh viện ấy. Con gái đội mũ màu hồng, còn con trai đội mũ màu xanh hay sao ấy. Đây, đây là tay của nó, có tên của tôi trên đó. Rồi, à đây là cái bình sữa trong viện. Cái bình sữa này á, lúc nào cũng được hâm sẵn và có sẵn ở trong kia nha, lấy ra cho bé bú. Xong mà nó không ăn được á mọi người. Xong rồi cái tôi phải đổi y tá, không phải tôi mà y tá đề xuất thay đổi một cái bình khác. Đó là cái bình này nè, nó dẹt dẹt á, nó dẹt lét à, để nó em bé ngậm cho nó dễ. Còn cái bình mà nó tròn như vậy nè, con tôi nó bú không có được, nó không có đẩy cái lưỡi vô được. Thế là phải thay bằng một cái dạng bình nó dẹt lét, là khi mà cho trong miệng nó sẽ dẹt dẹt gì nè, xong rồi nó bú á. Đó, hai loại bình đây đây tôi cho mấy bà coi đó. Con tôi phải xài cái bình màu hồng, tại vì cái bình màu trắng nó uống không có được, tại vì nó sinh non nó bị hàm yếu á, nó đâu có sinh, nó không có, nó bú được, với lại nó bị vàng da nữa nên là nó chết chưa, nên nó bị vàng da nữa nên là sau khi mà sinh sinh xong á thì là nó bị mỏi hàm, nó bú không có được luôn mọi người. Là có nghĩa là chỗ mọi người có nghĩ em bé mới đẻ ra mà nó ăn được có 5 ml, 10 ml à. Nó có nghĩa là một cái muỗng đó đó mọi người, một cái muỗng sữa đó, nó không có bú được mà chỉ cần thôi đút cái này vô là nó ngủ miên man, nó ngủ ly bì, nó ngủ dễ sợ, nó ngủ luôn ấy. Nó không ăn được, xong rồi nó bị xúc ký quá trời luôn, xong nó cứ nằm nó ngủ ly bì này thôi. Xong rồi bác sĩ bắt là phải cho nó, bắt ép nó uống thật nhiều vô, đủ khẩu phần sữa, để khi nào á, là khi mà mấy người đã giải thích cho tôi là khi nào nó uống sữa nhiều vô, khi nó đi vệ sinh á, nó thải cái độc tố của nó bên ra bên ngoài á, thì cái gọi là cái vàng da nó sẽ bị được cải thiện rất là nhiều, nên là tốt, nên là phải ép nó uống cho bằng được. Nếu mà tôi không ép được thì y tá sẽ giúp tôi là xử lý việc này. Trời ơi, mỗi lần cho nó ăn tiếng đồng hồ mọi người, ép nha, xong rồi hả, có nghĩa là đúng là dùng từ bạo lực luôn á, có nghĩa là bắt nó phải ăn, gõ cái bình á để cho nó dậy. Trời ơi, gõ thì muốn lủng cái bình luôn á, cực khổ vô cùng luôn á, cực ơi là cực luôn á. Đó, nhìn cái mặt nó coi, bây giờ nó 6 tuổi rồi đó. Đây là chuẩn bị hình như đi về hay sao. Đây là bác sĩ note lại trên cái bình mà tôi cần phải mua, là cái bình màu hồng ấy. Rồi đây, cái khoang cảnh, cái khung cảnh này là cái khung cảnh mà tôi đã thay đồ rồi để đi về mọi người. Là cái khung cảnh để chào tạm biệt, để bước chân ra khỏi cái bệnh viện đó đó. Rồi đây là quấn cái khăn để bưng nó về, đây là được 7 ngày tuổi nhé. Và đây, đã về đến nhà rồi. Đó, cái nệm của nó hình như là dì nó mua hay sao á. Dì mua, bà nội mua không biết nữa, mua nguyên set cho nó. À, cái khăn quấn quấn này hình như cũng vậy sao á. Ờ đúng rồi, nữa hình như bà nội với cô nó mua hay sao, mua mua tặng. Đây, ông chồng tôi, đây là cái từ cái giây phút này trở đi là tôi đã biết chính thức được là rồi xong thế nào hai đứa nó cũng quấn quýt bên nhau. Trời ơi, tới tận bây giờ đúng không mọi người, mà cái cảnh mà cha con mà họ trụ yêu thương nhau, hung hít nhau rồi ôm ấp rồi hả, trời ơi. Từ cái lúc đó là chính chính thức là lúc đó là tôi nằm khỏi cái vùng quan tâm của chồng tôi luôn đó. Thôi nhưng mà cũng được, quan tâm tới con nhiều lắm nên là tôi cũng rảnh. Đây, cái củi này thì ngày trước là tôi không có mua mà tôi thuê. Ở bên Nhật nó có dịch vụ thuê đó mọi người. Thuê tất cả mọi thứ sau sinh nha. Là chồng thuê trong vòng mấy tháng đó, xong mình sau đó không cần nữa, mình không cần phải vứt rác nữa. Thì họ sẽ tới, họ dọn đi và họ sẽ tự lau chùi, họ sẽ tự làm mới lại và họ cho người khác thuê tiếp. Ok, thì tập hôm nay đã hết rồi, bây giờ tôi gần tới giờ phải hẹn bạn đi ăn. Nên là bây giờ tôi sẽ đi luôn. Mọi người ơi, nhớ bấm follow nha để ủng hộ kênh. À, xin chào và hẹn gặp lại, tôi phải đi ngay bây giờ đây. Bye bye. Bye bye.